Em xin chào tất cả các bác nhé. Phiên video tối ngày hôm nay thì em lên chia sẻ đến các bác rất là nhiều những cái loại hoa lan đẹp này. Hôm nay em có Vanda đang có lụ các bác nhé. Vanda đang lụ này. Đấy, châu như, sóc, đấy, châu và rất là nhiều loại ở trên video nhé. Thì các bác vào đón xem video của em và ủng hộ cho em ạ. Thì số điện thoại đặt hàng của bên em là 0394547221 ạ. Số đấy cũng là số Zalo chính của em, thì các bác có thể add Zalo hoặc nhắn tin qua điện thoại giúp em nha. Đầu video thì em sẽ lên cho các bác các cái chậu của Vanda đang có nụ này. Đấy, hàng thuần vườn các bác nhé. Hàng thuần vườn và đang có nụ hết rồi. Hôm nay em nhặt riêng được mấy chậu này đang có nụ rồi đấy ạ. Thì em cũng lên theo từng mã, thì các bác có thể chọn theo mã nhé. Đấy, em sẽ lên cái mặt hoa. Nói chung cái Vanda này thì sẽ có rất là nhiều màu. Rất nhiều màu nhá, nên là em sẽ không biết được chuẩn màu từng chậu đâu. Vì là cái vườn của em cũng rất là nhiều màu ấy. Đấy, nên là cũng không biết chuẩn màu thì em cứ bán cho các bác sổ số nhá. Đấy, nhưng mà chủ yếu là hoa vàng và hoa tím mận. Đấy, có cả tím bờ lu rồi các bác này. Đấy, có cả tím bờ lu nhá. Đấy, có cả mận này. Đấy, có cả vàng này. Đấy, nói chung là sẽ rất là nhiều màu, bảng màu của nó đây. Thì các bác, đây có cả trắng nữa nhá. Có cả trắng nữa. Và chậu nào cũng đang có nụ luôn các bác. Hàng bông to, rất là to luôn. Nó to như cái miệng bát luôn. Đấy, riêng cái dòng Vanda này thì bông rất là to và lại siêng hoa nhá. Một năm nó cho tầm từ 2 đến 3 lần hoa cơ. 2 đến 3 lần hoa nhá. Mà cây rất là khỏe luôn. Đấy, toàn bộ là hàng thuần rồi. Em bán đây chia sẻ thì các bác toàn là những cái chậu cây đôi nhá cả nhà ơi. Chậu cây đôi. Đấy, chậu nào cũng có nụ ạ. Thì đây em sẽ lên cái mã 1 này. Chậu 2 cây Vanda mã 1 này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 260.000 cho chậu Vanda mã 1, 2 cây. Đấy, chậu mã 2 to này. Chậu mã 2 to cũng 260, cũng đang nụ nhá. Đấy, con này lụ rất là xanh này. Con này lụ xanh thì khả năng trắng hoặc vàng này. Đấy. Đấy, 260.000 cho mã 2. Mã 3 cũng đang nụ luôn. Đây, mã này này. Mã này thì có thể là mận hoặc tím này. Đấy, lụ đầu lụ đen này. Đó. Mã 3 em chia sẻ mã này với giá 260. Đấy. Mã 4 cũng đang có nụ này. Em cũng chia sẻ với giá 260.000 nhá. Đấy, thì các bác sưu tầm mã nào thì các bác nhắn qua giúp em nhé các bác ơi. Đấy là 4 cái mã. Hôm nay em nhặt ở vườn về có đúng 4 mã này đang có nụ thôi. Đấy, thì để chia sẻ đến các bác trong phiên video ngày hôm nay nhé. Tiếp theo thì em có các cái mã của cái loại này rất là đẹp luôn này. Hôm nay ra vườn thấy đẹp quá lại mang vào để chia sẻ cho các bác luôn. Nó là một cái dòng giả hạt châu như. Cái loại này thì em bán rất là nhiều năm rồi, thì các bác cũng ủng hộ em rất là nhiều luôn. Vì cái loại này bông hoa của nó rất là đẹp nhá. Lưỡi của nó là lưỡi bè tím các bác. Đấy, đây là một dòng giả hạt châu như rất là siêng hoa. Đấy, nó sai hoa lắm nhá các bác nhá. Riêng cái dòng thân thòng này thì nó sẽ hoa từ gốc đến ngọn luôn, nên nó sẽ rất là nhiều hoa. Đấy, đây là một cái giò em bán cho khách này, nở rất là nhiều hoa luôn các bác ạ. Đấy, đây là cái bông chụp cận cảnh tại giờ vườn em chụp cho các bác ngắm nhé. Đấy, lưỡi của nó bệt. Đấy, lưỡi của nó đây các bác ơi, tím lịm luôn ạ. Đấy, cánh bay. Đó, đây là giả hạt châu như lưỡi bệt nhá, bệt châu như. Đấy, thì em sẽ lên theo từng mã. Hàng toàn bộ là hàng thuần vườn rồi các bác nhé. Mỗi một cái giò này của nó đều là một cái giò thuần nguyên một rề. Đấy, nên là sẽ nở hoa đồng loạt luôn. Đấy, còn các bác mua cái loại mà hàng ghép thân thân nhỏ nhỏ thì nó sẽ không nở đồng loạt. Còn đây của em nó là nguyên một rề một giò luôn, thì nó sẽ nở đồng loạt hết các bác nhá. Đấy, tất cả những thân có lá này là đều là thân hoa các bác ạ. Đấy, như giò này của em nó rất là nhiều thân hoa này này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 thân hoa luôn, 7 thân hoa giá như này luôn các bác nhá. Đấy, thì em sẽ lên cái mã 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 cho giò châu như mã 1. Giò châu như mã 2. Đấy, giò châu như mã 2 này cũng rất là nhiều mầm luôn này. Em cũng chia sẻ với giá là 250. Đó. Giò mã 3 đây. Giò mã 3 cũng rất là nhiều thân luôn nhá. Em cũng chia sẻ với giá 250.000 cho một rề. Đấy, và giò mã 4 em cũng chia sẻ với giá là 250. Đấy, các bác lấy mã nào thì các bác nhắn em số mã nhá. Đó, cái dòng này chơi hoa thì rất là nhiều hoa luôn. Nó hoa từ gốc đến ngọn cơ các bác ạ. Mà là còn nhiều thân trên một rề. Đấy, nên là rất là đáng để chơi luôn. Đây là 4 cái mã của châu như nhá. Thì tiếp theo em sẽ lên cho các bác các cái mã của hoa, các cái mã của nhạn trắng đi, cái dòng nhạn trắng VIP nhá. Đấy, em có mấy chậu đây để chia sẻ đến các bác. Cái dòng nhạn trắng này thì số lượng rất là ít thôi các bác ạ, không có nhiều đâu ạ. Đấy, số lượng rất là ít nhá. Đây, đây là mặt hoa của nhạn trắng này các bác này. Đấy, đây là mặt hoa của nhạn trắng nhá, cánh nó rất là bay, bông to, hoa cực kỳ thơm, riêng cái dòng này hoa trắng tinh tuyền và có mùi rất là thơm nhá.
Đấy, thơm bay rất là xa luôn. Đấy, đây là các cái mã của nhãn trắng thì em sẽ lên theo từng mã. Cái mã 1 này, đây em trên cho các bác cái mã 1. Hàng này số lượng hiếm đấy các bác nhá. Nhãn vàng thì rất là nhiều. Còn cái nhãn hoa trắng này thì rất là ít thôi các bác ạ. Số lượng rất là ít nhá. Đấy, em sẽ lên cái mã 1 của em là một mẹ đang đẻ hai con. Đấy, mã 1, một mẹ đẻ hai con này. Em sẽ lên cho các bác mã 1 này là 750.000 cho giò mã 1. Một mẹ đẻ hai con nhá. Mã 1 750. Mã 2 cây rất là dài luôn này các bác ơi. Mã 2 cây rất dài nhá. Đấy, một mẹ đẻ, chậu này cũng một mẹ đẻ hai con luôn các bác ơi. Cũng một mẹ đẻ hai con luôn này. Em chia sẻ mã 2 với giá là 750. Mã 3. Mã 3 chậu này của em là hai cây mẹ, hai cây mẹ luôn song song nhau. Đấy, hai cây to luôn nhá. Chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 750. Đấy. Đây là mã 3. Mã 4 của em là một mẹ một con nhưng mà cái thân mẹ nó rất là đều tăm tắp luôn này. Đấy. Mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 800, một mẹ một con. Thân mẹ con này quá đẹp luôn, con này thân mẹ đỉnh luôn các bác ạ. 800 cho chậu này là mã 4, mã này rất là đẹp. Và mã 5. Mã 5 của em là một chậu rất là tiềm năng tương lai vì chậu này của em riêng cái gốc này của nó đang đẻ 3 con rồi các bác ạ. Đây này. 3 con rồi nha. Đấy, đang đẻ 3 con. Đấy, cây mẹ của nó cũng rất là to luôn. Đấy, chậu này thì cực kỳ tiềm năng, bác nào nuôi ba cái cây con này lớn lên là cũng lên một chậu rất là đẹp đấy ạ. Cái cây mẹ của nó đây, cây mẹ của nó thì nó hơi bị nứt một tí lá đấy thôi nhá, nó không ảnh hưởng đến cây. Đấy, cây mẹ cũng khá là dài, nhưng chậu này thì để về lâu về dài thì rất là đẹp vì nó là tiềm năng. Ba cái con này lớn lên thì thành một chậu sum suê luôn nhá. Mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 800 cho mã 5. Đấy, bắt đầu lấy mã 5 chốt cho em với giá là 800 nhá. Đấy, đây là năm cái mã của nhãn trắng. Và em có một cái chậu VIP, bác nào sưu tầm chậu VIP này thì em có một chậu duy nhất này. Đấy, có một chậu VIP. Một chậu VIP luôn. Chậu này của em là phi 60 các bác nhé, phi 60. To đùng luôn. Rất nhiều mẹ và rất nhiều con. Chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 2 triệu 6 các bác nhé, 2 triệu 6. Một chậu VIP này, nhạn trắng VIP, 2 triệu 6. Bác nào nhà to rộng, sưu tầm cho em chậu to này đi. Đó. Đấy, rất nhiều mẹ nhiều con. Đây các bác nhé, 2 triệu 6 cho chậu VIP. Đây là 6 cái mã của nhãn trắng. Thì các bác sưu tầm mã nào thì các bác nhắn tin giúp em. Tiếp theo em có các cái mã của sóc tím. Hồng sóc tím này của nó là một dòng siêng hoa, nở rất là nhiều lần hoa trên một năm nhé. Em sẽ lên cho các bác theo cái mã, lên cái mặt hoa cho các bác ngắm trước. Đây này, em sẽ lên cái mặt hoa này. Đây, đây là cái mặt hoa của sóc tím đấy các bác này. Rất là siêu hoa các bác ạ. Một năm nó nở mấy lần hoa cơ. Mà lá rất là xếp đẹp nhá. Đấy, em sẽ lên theo cái mã 1. Một mẹ một con. Chậu này một mẹ một con, mã 1. Đấy, 250.000 cho sóc tím mã 1, một mẹ một con. Sóc tím mã 2 cũng một mẹ một con, cũng 250. Và sóc VIP mã 3. Đấy, sóc VIP mã 3 này là chậu 2 cây to hơn cả cái quạt lan. Đấy, mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 cho chậu này là chậu mã 3 VIP của sóc tím. Đấy. Và em có kiều vuông lộc bắc. Đấy, kiều vuông đây các bác ơi, toàn bộ là hàng kiều vuông lá mít. Em lên cái chậu kiều vuông mã 1 này 300.000 cho mã 1. Và mã 2 em chia sẻ với giá là 250. Tiếp theo thì em sẽ lên mấy cái mã của Đai Châu. Đây, em lên mấy mã Đai Châu có châu hồng cánh sen và châu đỏ nhá. Châu hoa Tết các bác ạ. Đấy, em lên cái cặp mã 1 của châu, cặp này của em là chậu cặp hồng cánh sen. Cặp hồng cánh sen đấy các bác ơi, hai con lá mít nhá, to đùng luôn. Đấy, loại này chơi thì siêu phê luôn các bác ạ. Chơi siêu phê luôn, cặp một này cặp một hồng cánh sen các bác nhá. Mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 450 cho cặp hồng cánh sen mã 1, 450. Mã 2, hai cây đỏ rất là to. To đùng luôn các bác này. To đùng luôn. Đấy, cặp hai cây hồng đỏ nhá, cặp hai này đỏ. Cặp này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 cho cặp mã 2. Đấy, đây là cặp mã 3. Cặp mã 3 này cũng là đỏ này. Cặp mã 3 cũng đỏ này, cũng 450 cho giỏ 2 cây. Và cặp mã 4. Đấy, mã 4 này bao lâu lấy em chia sẻ cho các bác với cặp này là đỏ đốm nhá. Mã này 450. Đây là 4 cái mã của châu. Và em có những cái châu size vừa hơn. Đây các bác ơi. Đấy, thì em sẽ lên mấy cái size vừa hơn, các bác có thể chọn size vừa hơn nha.
vừa tiền hơn. Đây cặp này này. Đấy, chậu này thì nó hơi bị lứt cái tí lá đây thôi, nó không ảnh hưởng gì nhưng cây này rất là đẹp, cây này to lắm. Đấy. Mà là em để cho các bác chia sẻ với các bác với giá là 170. Đấy. 170 cho con này là con trâu nhá. 170. Đấy, con trâu này là con một mẹ một con. Một mẹ một con, đây nó có bị lứt một tí lá này. Đấy, con này em sell luôn 150. 150 cho con này là con một mẹ một con. Đấy, lá mít nhá. Và con này, con này là con này em chia sẻ cho các bác với giá là 130. Đấy, con này là con mã 330. Và em có một cái chậu trâu vàng đang nứt nụ nhá. Đây, hôm nay Nhật trên vườn có một con đang nụ này. Đấy, em chia sẻ con này với giá là 350.000 cho con trâu vàng đang nứt nụ nhá. Có mỗi một con đang nứt nụ. Còn các cây chưa thì chưa nứt nụ các bác ạ. Cây có cây chưa. Đấy thì em bán trước cây này đang nứt nụ là 350.000. Đấy, và có một con hồng gấm này nó hơi lỗ một chút. Đây, nó bị mất một hai cái lá với cả đây nó bị khô một tí đây nhá. Đấy, thì con này nó là size rất là to nhưng mà em thanh lý luôn con này với giá là 120. Đấy, bác nào lấy con này em để giá thanh lý 120 đai cho hồng gấm nhá. Đấy, và em có một cái con Coqui Lai, hoa xanh vàng nhá các bác nhá, hoa xanh vàng. Đấy, lá mít, củ lá to. Đây ạ. Con này em sell luôn. Con này em bán với giá là 300.000 nhá. Con này em bán với giá là 300.000. Và em có một cái lô trầm tím nhá. Trầm tím này hôm nay em vẫn chia sẻ cho các bác với giá là chậu vừa em chia sẻ với giá 60.000. Đây. 60.000. Đấy. Còn chậu nó to thì em sẽ chia sẻ với giá 80. Đây chậu to 80 này, các bác nhìn chậu to này. Đấy, chậu to là 80 nhá. Còn chậu vừa thì em chia sẻ với giá 60. Số lượng vẫn còn rất là nhiều, hàng thuần vườn. Đấy, này là các bác sưu tầm bao nhiêu chậu thì nhắn qua giúp em nha. Đây là các cái mã của phiên video ngày hôm nay. Thì em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Thì em xin chào và gặp lại các bác ở những phiên video tiếp theo nhé.